Triệu Đạo Tư nằm không cũng trúng đạn, bị ném đá vì ăn cắp cả thành tích của Ngô Lỗi Dương Dương. Dù thời gian gia nhập giới giải trí không lâu, thế nhưng Lộ Tư đã nhanh chóng trở thành một trong những tiểu hoa đắt giá nhất của Cbiz. Ngoại hình dễ thương xinh đẹp cũng diễn xuất tự nhiên là lợi thế giúp cô nàng ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Lộ Tư cũng đi kèm cùng tai tiếng khi cô nàng liên tục bị bóc phốt trả xanh. Mới đây nhất, Lộ Tư lại trở thành tâm điểm ném đá của dân mạng vì bị nghi ngờ ăn cắp thành tích của Dương Dương Ngô Lỗi. Theo đó, sau thành công của Tinh Hà Sán Lạn, phía đoàn làm phim đã đăng bài tổng kết thành tích. Thế nhưng các fan đã nhanh chóng nhận ra chỉ số nhân vật cao nhất của Lăng Bất Nghi Ngô Lỗi đã bị nhầm thành Trình Thiếu Thương Triệu Lộ Tư. Các fan của Ngô Lỗi lên tiếng tố đoàn làm phim Tinh Hà Sán Lạn cố tình photoshop để ăn gian thành tích cho nữ chính. Rất nhiều dân mạng đã lên tiếng bày tỏ bức xúc thay cho Ngô Lỗi. Thậm chí có người còn đào lại chuyện đoàn phim Tranh Thiên Hạ cũng đã từng dìm Dương Dương để nâng Triệu Lộ Tư. Ngay sau đó, các fan của Dương Dương cũng nhảy vào tham chiến vì thành tích phim của thần tượng bị cướp trắng trợn. Cụ thể, trên báo của đoàn phim Tinh Hà Sán Lạn có ghi bộ phim này đã leo top 2 bảng phân hợp bảng 5 nhanh nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, đặc truyền Vinh Diệu mới đã bộ phim nắm giữ thành tích này. Dù không phải người trực tiếp thao túng hành vi ăn gian thành tích, thế nhưng Lộ Tư lại là người hưởng lợi nhiều nhất sau vụ sự cố này. Chính vì vậy, hàng loạt dân mạng đã lên tiếng mỉa mai nàng Tiểu Hoa là công chúa của cụt. Trước đó, cụt Tencent cũng từng đối xử bất công với địch đệ Nhật Ba để nâng đỡ Lộ Tư khi hai người đẹp này cùng từng hợp tác trong trường ca hành. Hiện tại, sự việc Lộ Tư ăn cắp thành tích của Dương Dương Ngô Lỗi vẫn đang thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.